Mà khi mình đến cái ngôi Tam Bảo, cái lời nói mình cẩn thận, hay mà đi núi non, đi cái nơi mà am cốc cẩn thận, vì những cái nơi đó nó ưa có những thành phần linh ứng, hiểu chưa? Ví dụ như mình đi núi non rồi đi, mình nói coi chừng rắn cắn bà bây giờ. Nói một câu tầm bậy vậy, rắn nó cắn mình thiệt. Tại vì trong cảnh giới của loài rắn nó có nhiều loại rắn, thấy không? Trong những cảnh giới của thần linh có nhiều loại thần linh. Trong cảnh giới của ma tà quỷ mị có nhiều cảnh giới của ma tà quỷ mị. Mình chỉ cần đi đến những cái nơi mà thâm sơn cùng cốc nói tầm bậy là có xuất hiện. Mới nói là linh cảm, nó cảm với những thành phần như vậy dễ hơn. Nên từ nơi đó mà mình đi núi, đi non, đi am, đi cốc, đi cái nơi mà rừng rú, mình niệm Phật, mình không có dám nói tầm bậy tầm bạ, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó phải khéo, cái miệng của mình cẩn thận. Nên ví dụ như mình ở cái chỗ đông người gì đi, cái nơi đông người gì nó có những cái cảnh giới mà mình không có biết đâu. Chứ đâu phải con người bình thường không ngồi trong đấy đâu. Có những cảnh giới mà cặp mắt phàm mình không có biết. Tại vì cái cõi này cứ gọi là phàm thánh đồng cư độ, mà thánh cũng ở trong phàm, hiện giống hệt người phàm. Có khi một cái pháp hội thù thắng gì, Bồ Tát ở cực lạc hay những cảnh giới bậc A La Hán, tôi thì hiện đến đây nè. Xong người ta ở trong cái pháp hội này để người ta hộ trì. Người ta đến cái người ta làm một người lạ, người ta vô người ta ngồi y thinh. Người ta cũng là những người nghe pháp, người tu bình thường như mình, người ta vô vậy đó. Nhưng mà xong hết trơn chương trình lễ Quan Âm, xong hết trơn, người ta đi đến cái gốc cây nào cái người ta mất tiêu. Mình không có biết, hiểu chưa? Nên ở trong cái cảnh giới này mình nói tầm bậy, có khi mình dính, mình phạm phải cái lỗi lầm rất là lớn. Nên thí dụ như mình dù nghe không nghe gì, nhưng mà mình im điềm mình đi ra ngoài, chứ mình đừng có nói tầm bậy tầm bạ, khi mình mang cái khổ nghiệp rất là lớn, chứ không giỡn đâu. Tại vì cái duyên người ta khi mà ta chia sẻ vào pháp gì nè, là cái duyên này của nhiều đời nhiều kiếp nó đã nguyện lớn dữ lắm, nó mới có thể mà chia sẻ gì. Vì nói ai cũng quy tụ con người gì ha, đâu có phải ai cũng quy tụ được đâu. Thí dụ như bây giờ mình nói, thí dụ đại đức Thích Chấn Nhàn chia sẻ vào pháp ngày xưa, người ta ngồi nghe cũng như vậy luôn, đông như vậy nè quý vị, đông thiệt là đông luôn, không ít đâu. Thì quý vị biết là cái nguyện người ta đâu có đơn giản đâu. Nhưng mà cái nguyện của con người ở trong cái cuộc đời này, chúng ta có thể giữ được cái nguyện của mình mãi mãi hay không? Tại vì sao? Vì nếu như mà mình giữ cái nguyện mãi mãi thì mình thành tựu con đường giải thoát đời này liền đó. Nhưng mà sợ mình đi giữa chừng mình thay đổi. Cái thay đổi ngay của mình là cầu cảm ứng. Quý vị nhớ rằng cái cầu cảm ứng là cái phương tiện để dẫn dắt cái người mới biết đạo đi vô. Vì người mới biết đạo người ta thích cảm ứng nhiều lắm. Người ta nghe cái gì cảm ứng, người ta nghe cái gì vui vui. Nên tại sao mà quý thầy cứ tổ chức chương trình ca hát? Tại vì người ta không tu, người ta thích ca hát. Bây giờ quý vị để ý đơn giản thôi. Bây giờ cái lớp đạo làm con của mình, cái lúc bình thường thì ví dụ như 300. Nhưng mà ví dụ như cái lúc mà đãi ăn là nó lên 800, 700. Kinh khủng không? Đó, cái lúc đãi ăn nó rất là đông. Nên mình dùng cái phương tiện đãi ăn, mà ta đến đông người ta phải thuyết pháp cho người ta nghe nữa, chứ không cho ăn không, hiểu chưa? Nó dính luôn. Nó nếu như mà mình lỡ ăn không thì cái này là chỉ bố thí về thức ăn, nó không có bố thí pháp. Mà nó không có bố thí pháp thì nó khó có vô ý thí nằm trong nó. Nên từ nơi đó mà những đức thấy rõ ràng, nên người ta dùng cái phương tiện cho ăn uống là nó tập trung con người. Nhưng mà nếu tập trung con người mà không có pháp thì ổn quá. Nên những đức nói những cái ngôi chùa mà cho người ta ăn mà không có pháp thì ổn quá. Những đức nói ví dụ như một ngôi chùa cho ăn không đi, người ta đến ào ào khách ào đến ăn. Quý vị kiếm bài pháp nào, ví dụ như vị chủ trì ở chùa đó, mình nói bài pháp ngắn, mà bài pháp làm sao mà nó đầy đủ nội dung trong đó hết. Cái đầu mình bắt cái lo trong cái nhà ăn đó, mình bắt xong người ta vô ăn cơm, người ta ngồi, người ta nghe được công đoạn đó, người ta hỏi ủa cái công đoạn này ai nói chuyện, nó là chủ trì chùa nói chuyện, chỉ dạy người ta một cái pháp. Rồi xong cái giờ nào đó mà cổng chùa hay điểm nào, mình bắt vài cái máy niệm Phật. Đến chi? Để người ta vừa bước vô cái người ta nghe niệm Phật liền. Nếu như mà cái ngôi chùa đó mà làm gì đó, thì quý vị biết rằng đãi ăn thì cái phước rất là lớn. Nhưng mà nếu không có cái pháp thì nó thành phước hữu lậu. Còn nếu nó có cái pháp thì nó thành cái phước đức vô lậu. Cái phước đức vô lậu nó thù thắng lắm quý vị à. Hãy nhớ những đức làm những điều này là do chính bản thân những đức đã kinh nghiệm rồi. Thí dụ như những đức khi mà đến nơi hộ pháp của Hòa Thượng á, chùa dưới á, thì vị biết rằng là cái đầu tiên những đức đến là tối đêm đó những đức tu, sáng mai những đức cũng đi thực một cái, để đối với những cảnh giới của quỷ thần chư hương linh mình phải có sự cung kính. Thì Hòa Thượng Tinh Không ngày cũng dạy
có tâm cung kính nhưng không có học. Tại vì họ dẫn trong lục đạo luân hồi, mình học là mục tiêu học ngay Phật pháp mà. Nó đối với cảnh giới quỷ thần, đối với cảnh giới của họ mình phải cung kính, đi ngang tượng thần, tượng thánh, tượng gì cung kính cúi đầu, đều là phải có tâm để mình kính người ta, kính mình. Mình phản cảm người ta phản cảm ngược lại với mình cũng khó sống, hiểu chưa? Nên từ nơi đó phải có tâm cung kính. Trước nhất là gì? Sau bắt đầu là những đức bắt máy niệm Phật xung quanh chùa. Thấy không? Theo vị trí đường á, là gần đường là những đức đều bắt máy niệm Phật. Chùa mình nó phát niệm Phật ra đường. Để làm chi biết không? Để cho người đi qua đi lại nghe niệm Phật, để trong lòng ta nói chùa này gì đâu mà bắt niệm Phật suốt tối ngày chẳng. Vô chùa này thử coi sao. Đó, cái duyên quý vị, cái duyên bắt đầu nó phát ra. Rồi chùa niệm Phật rình rang tối ngày. Mà nơi nào mà niệm Phật là nơi đó quang minh phổ chiếu. Mà nơi đó đã là quang minh phổ chiếu thì tự nhiên cái nơi đó người ta nhìn ngang cái nơi đó là cũng là ngày xưa. Nhưng mà ngày xưa người ta nhìn cái nơi đó mà chưa niệm Phật thì ta thấy cái nơi đó cho nó u ám quá. Nhưng mà khi một cái nơi đó mà bây giờ mà niệm Phật là người ta ngang, người ta nhìn cái nơi đó ta thấy rõ ràng. Quý vị tin rằng không? Có những người mà người ta gặp như thế, ta nói một câu như này: ngày xưa khi chưa niệm Phật, khi người ta đi ngang hộ pháp tự nhiên ngộ thôi, ta không thấy. Nhưng mà bây giờ tự nhiên người ta đi ngang là ta thấy liền quý vị. Là quý vị biết gì sao? Vì cái nơi niệm Phật là cái nơi Phật quang phổ chiếu. Nên ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân ngài nói một câu rằng là quang minh của Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Đó. Chị nhớ đó. Thí dụ như một cái pháp hội mà mình viên người ta niệm Phật, mình tán thán danh hiệu A Di Đà Phật gì nè, tán thán danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát gì nè, thì quý vị biết rằng là cái nơi này là quang minh phổ chiếu. Dù là quý vị lễ Quan Âm Bồ Tát, quý vị bị đứng gió mệt vậy đó, nhưng quý vị phải nhớ rằng trong cái lễ đó của quý vị đó, nó tiêu nghiệp quý vị rất là nhiều. Quý vị có thể tiêu đi cái nghiệp chướng khổ đau vô cùng, mà quý vị trả một cái khổ đau một chút vậy thôi. Mình phải tin như vậy đó. Nên trong Phật pháp nó rất là hay, cực kỳ hay, nên mới có lý giải. Trong Phật pháp mà nếu không có lý giải là con người ta mê hoàn toàn hết, không có biết và người ta bỏ cuộc hết trơn. Nên những đức nói rằng là cái chương trình lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm này mà quy tụ được con người như vậy là cực kỳ khó. Những đức nói nếu như mà không thiết pháp là bảo đảm với vị, vị sẽ không bao giờ quy tụ cái chuyện mà 2000 lại mà 4000 lại này đâu. Không thiết pháp không thể nào quy tụ được. Những đức tin chắc 100%. Có một cái nơi cũng tổ chức, định tổ chức 4 ngày. Những đức cũng mình muốn để ý coi thử người ta tổ chức làm sao, mình mừng giùm cho người ta mà. Khi những đức bấm lên coi thì những đức thấy họ là bật âm thanh lên để lại. Những đức nói không thành công đâu. Khi mình bật âm thanh ban đầu sẽ không bao giờ thành công. Vì sao? Vì quý vị bật âm thanh ban đầu nó không có sức thu hút. Từ khi thí dụ như những đức bây giờ lễ với quý vị, sau này từ khi những đức là không có sức khỏe để lễ được nữa, thì những đức bật âm thanh quý vị dẫn về. Nhưng những đức phải lễ chung với quý vị nghe. Thí dụ như bây giờ những đức làm chủ sướng luôn, rồi sau này những đức không sướng nổi luôn là phải lễ chung. Lễ chung không nổi nữa thì phải ra thuyết pháp. Thuyết pháp không nổi nữa thì thôi. Sao giờ? Hiểu chưa? Đó, thì phải như vậy nó mới thành công. Còn nếu như mà ban đầu tự nhiên bật âm thanh của người ta lên là nó không thành công đó nghe quý vị. Từ khi là thí dụ như cái duyên của cái người đó, cái người này, cái duyên nó duyên với chúng sanh một số Phật tử nào đó mà bật lên cái trực tiếp này thì người ta lợi. Một số chúng sanh đó người ta lợi đó nghe. Còn trung bình nếu mà nó không đủ duyên là nó không đến. Mà nó đến mà đến mà gọi là 4 ngày khó lắm. Rất là khó. Những đức thấy ở ngoài Hà Nội có cô này là cô cư sĩ, cô Thí. Cô nhiệt tình lắm mấy vị. Mà cô có thể tổ chức được 4 ngày lễ Quan Âm hoặc là 3 ngày, 4 ngày của lễ Quan Âm. Vậy mà cô có thể tập trung được khoảng cỡ 300-400 người. Là cũng đặc sắc lắm rồi đó quý vị. Vì cư sĩ mà rủ được 300-400 người đến. Mà thí dụ như cái buổi lễ trực tiếp của mình là cô sẽ bật lên và người ta nghe những đức giảng rồi cho lễ luôn. Hoặc là cô nhờ những đức phải giảng bài pháp ngắn, xong là cô bật lên bài pháp ngắn đó, tán thán gì lễ Quan Âm, xong là cô bật lên lại 500 danh hiệu lại, rồi ra phóng sanh. Có nghĩa là cô làm luôn. Mà cô nói rằng bây giờ con thì cố gắng thầy ơi, một lần này nữa chắc lần sau chắc tổ chức không được, tại cái bụng bự lên, bầu lên, bầu bự á. Và nói là chuyến này còn lại được, bầu nhỏ lại luôn. Mà những đức thấy công nhận là hay lắm. Có một đứa bé nhỏ
Có một đứa bé nhỏ mà quý vị biết rằng là mẹ của nó lễ 4 ngày Bồ Tát Quán Thế Âm, mà bà cô này là sắp sinh, có lễ tới ngày thứ tư, vừa xong bữa sau lại đi đẻ. Đúng là cao thủ thiệt chứ, đúng là cao thủ võ lâm luôn, đúng không quý vị? Là khi mà cô đi đẻ ra đứa bé này đó, mà thường ẵm đến cái lớp đạo làm con của mình. Hồi hởm mà cái đoạn mà quay lớp đạo làm con mà đứa bé mà trên xe bước xuống, đoàn chị Mai hay gì đó, thì cái đứa bé nhỏ xíu xíu mà nó dễ, đừng có nói nữa. Nó dễ, quý vị biết rằng nó đi vô chùa mà người ta đông y y y, mà nóng nực đồ quá trời luôn. Vậy đó mà không khóc một tiếng nữa. Không khóc gì chứ, quý vị nghĩ đi. Nên từ nơi đó mà mình thấy rằng là một đứa mà nó có thiện căn như vậy đó thì quá đặc biệt. Nên mỗi một con người chúng ta, khi mà mình biết được cái nhân duyên đặc biệt như vậy thì tự nhiên mình sẽ biết hội tụ nhân duyên phước đức cho con cháu của mình. Đúng không? Nên người xưa người ta nhắc về cái việc mà thai giáo quan trọng. Thí dụ như một đứa bé mình đang mang thai đi, đúng là nó đến là nó đòi nợ mình đó. Nhưng mà nhờ cái lúc mà mình mà đang mang thai đó, mình biết tu. Mình tu, mình ăn chay trường, mình niệm Phật, mình phóng sanh. Vậy mà khi sanh đứa bé đó ra là nó báo ơn. Từ nó đòi nợ mà thành nó báo ơn. Là từ nó trong bụng nó chuyển nghiệp rất là nhanh. Chuyển nghiệp nhanh lắm quý vị. Nhớ. Nên đứa bé sinh ra thôi nó dễ thương gì đâu. Nó ẩm lên, đến nó xin những đức nó là cho nó cái pháp danh, những đức đặt nó là Đức Thành. Thì có đức thì mới thành công chứ. Đúng không? Nếu như bây giờ một con người muốn thành công mà không có đức thì sao thành công quý vị? Không thể nào thành công chắc chắn 100% quý vị. Nhưng mà nếu mình muốn có đức thì mình phải thương người. Mà thương người không chưa đủ, nó phải thương tất cả chúng sanh. Tự nhiên mình tu, mình thương tất cả chúng sanh là mình sẽ có sự an lạc từ bi liền. Nên mỗi một con người chúng ta gặp Phật Pháp á, là một cái phương pháp nó giúp mình rất là hay. Vừa an tâm, vừa vui, vừa sanh ra phước báo, vừa tiêu trừ nghiệp chướng và đổi tâm tính ác tâm của mình. Nó đổi luôn quý vị. Nên Phật Pháp nó rất là hay, mà nhất là cái pháp môn niệm Phật này nè. Cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn đặc biệt sống động. Vì cái pháp môn niệm Phật này khi quý vị lên quý vị giảng thuyết đó, là nó không có bị câu thúc. Những đức để ý rõ ràng luôn. Lên giảng thuyết là cái môn nào nó vô cũng được hết chứ. Nó lạ như vậy. Riêng cái pháp môn niệm Phật này nó không có bị câu thúc gì văn tự. Nó sống động luôn trong mọi văn tự luôn. Nên những đức để ý rõ ràng là những đức một ngày giảng 3-4 buổi. Mà quý vị thấy để ý những đức lên giảng nó đều có cái lạ. Có nghĩa là quý vị đều nghe được. Đều nghe được. Những đức nói âm thanh đây điện yếu nữa. Chứ điện mà mạnh những đức hét một cái đứt dây điện luôn. Thì biết những đức nương nó lắm rồi đó. Cái cảm giác của mình mà gọi là gặp Phật tử đông gì, với cái tâm quý vị muốn nghe và cái tâm những đức muốn nói, hai bên kết hợp giảng nó hừng hực vậy nè. Nhưng mà do điện yếu á. Nên quý vị thấy rằng là những đức là quá quen. Nếu mà nói gì giảng thuyết mà cầm video này đưa video kia là nó gián đoạn liền, không giảng được á quý vị. Tần số nó bị lạc. Nhưng mà mình á, niệm ngay câu A Di Đà Phật thì tần số nào nó cũng vô được, không lạc. Nên cái người mà chuyên niệm Phật á, là tự nhiên mình lên mình giảng thuyết mình rất tự tin. Tại vì cái duyên nó rất thù thắng quý vị. Mà nghe là người ta dễ hiểu dữ lắm. Nên mỗi một con người quý vị, nếu như thiếu duyên mà niệm Phật là có duyên à. Thiếu phước niệm Phật là có phước à. Mà muốn thành công thành đạt trong cuộc đời phải có phước. Có phước mới thành công thành đạt. Bây giờ mình mà vô phước đi, trước mắt mình có thành công bây giờ mình cũng thất bại nữa. Mà mình mà có phước thì trước mắt mình thất bại nó cũng thành công. Nên cái việc mà có phước là việc cực kỳ quan trọng. Nhớ.
Nên mỗi một con người chúng ta phải cần tu cái phước duyên. Mà tu tạo phước duyên, gặp được cơ hội là tu tạo phước duyên liền. Quý vị biết rằng á, con người có phước nó dẫn dắt mình gặp được cái cơ hội tu phước duyên. Con người mà nó vô phước nó dẫn dắt mình tu phước duyên không đúng chỗ. Có không? Có những người, người ta giàu, thiệt giàu luôn. Người ta có thể bỏ một số tiền rất lớn, người ta xây một ngôi chùa thiệt to luôn quý vị. Ngôi chùa thiệt là to luôn á. Mà sao? Mà ngôi chùa đó không ai tu. Đó. Có nghĩa là bỏ đồng tiền vào cái hạt giống, cái hạt giống này trồng vào mảnh đất mà gặp mảnh đất khô cằn. Nó chờ cơ hội quý vị. Nó chờ cơ hội rất là lâu. Còn nếu như một cái nơi mà nó đã thành hình ra rồi, nó đang phát triển giống như nó ra cây chuẩn bị mà chỗ quả rồi, mà mình đem nước mình tưới vào thì quý vị nghĩ nó làm sao? Nó, cái giải thích này nó thù thắng nè, nó phù hợp nè. Tại vì ở thế gian tu tạo công đức nào lớn nhất? Rõ ràng tu tạo công đức nào lớn nhất là giống như người ta đã trồng cây rồi, hiểu không? Rồi bắt đầu là mình lại mình tưới nước nghe thôi, nó ra qua nó chỗ quả liền, là mình đỡ đi cái thời gian gieo hạt. Giống như mà những đức ở trên kia 5 năm, thấy không? 5 năm ở trên kia là bắt đầu là giống như là nó gieo hạt. Tự nhiên đi xuống đây chùa Chiền Hòa Thượng có sẵn hết, giống như thành cây. Rồi bắt đầu mình đến mình tưới nước thôi, bây giờ bắt đầu nó ra hoa, hiểu không? Rõ ràng chưa? À, có nhiều anh em huynh đệ gặp Như Đức nói rằng rồi ông này cũng nhận may mắn ghê chẳng, đi tu sao gặp duyên thù thắng gì. Quý vị phải nhớ là trồng cái nhang, trồng cái nhang rồi bây giờ nó mới có cái quả. Nên mỗi một con người chúng ta không có một cái gì mà tự nhiên bỗng không hết. Thí dụ như mình thấy có những người á, nó nghèo thiệt là nghèo vậy đó, mà tự nhiên á, có nhỏ gái nhà đẹp thiệt đẹp, tự nhiên thương cái thằng nhà nghèo. Còn cái gia đình này chỉ có đứa gái duy nhất mà nhà giàu, cái thằng này lọt vào gia đình đó, người ta nói cái câu thế gian sao, chuột xa hủ nếp hả, hiểu chưa? Nó cái duyên của họ là như thế nào, họ gặp được cái duyên như vậy là do cái nhân họ đã tu. Bây giờ họ gặp quả này họ có được. Nên tất cả những việc này nó không phải dùng cái câu thế gian là hên đó quý vị. Không có cái chuyện hên xui nằm ở đây, mà là do cái việc bạn có phước hay không có phước. Ủa cái thằng này nó nghèo sơ nghèo sát mà phước cái gì? Nó nghèo là tại cái nhà nó nghèo, còn bản thân của nó sẽ chuyển số mệnh đi đến một cái nhà giàu nó ở đó. Cái phước của nó là giàu ở cái nhà kia, còn cái nhà này của nó ở là cái gia đình này nghèo, là phước của gia đình này nghèo. Còn nó giàu là phải giàu cái nhà kia kìa. Rồi nó nhào vào cái nhà kia xong á, rồi nó mới lan can qua cái nhà này giàu. Thấy chưa? Nó có không? Có mà. Ví dụ như nhỏ gái này nó nghèo thiệt nghèo vậy đó, ở nhà này nghèo nhưng mà nó thử thằng con trai thiệt nhà giàu cứ. Cứ xong rồi bắt đầu nó lợi nhà giàu nó ở. Nhà giàu nó ở xong nó mới làm ăn, mà lại chồng nó nghe lời nó lại thương nó nữa. Nó mới nói anh nhà em nghèo lắm, cho tiền ba mẹ cắt nhà khác. Đó, cắt nhà xong ba mẹ chưa có tivi mua tivi, cha mẹ chưa có cái này nọ mua từ từ nhà đó giàu, nên nó giàu từ cái nhà kia nó mới quay lại giàu nhà này, phải không? Nói ngày bon luôn đúng chưa? Nó rõ ràng cái này là nhiều việc mà mình gặp trong cái cuộc đời này đó, đúng không? Nó là cái duyên nó như vậy đó. Giống như bây giờ những đức duyên từ tỉnh Thất Quan Âm, cái những đức duyên xuống hộ pháp, cái duyên qua đại Tùng Lâm, cái duyên qua chùa mới. Rồi chúng ta là những người đã có duyên, quý vị đã từng nghe qua thầy Giác Nhàn, đúng không? Thì những đức duyên ngay chỗ thầy Giác Nhàn, quý vị duyên ngay những đức, đúng là duyên lan can. Đúng quý vị. Nó không bao giờ có chuyện bỗng không đâu quý vị. À, đó là duyên như vậy đó. Duyên quý vị tấp được cái bờ nào quý vị thấy hợp, bị tấp liền. Cái duyên nó tấp ngay cái bờ bến nào phù hợp. Thí dụ như nó duyên ngay chỗ đó, người đó cứ vậy hoài nó duyên hoài. Còn người kia đổi một cái là nó duyên đến cái người nào phù hợp gì thì nó duyên đến. Nó có nghĩa là nếu như một ngày nào Như Đức đổi phương pháp tu thì nó coi ai là người tu giống gì thì nó duyên đến người đó. Thì mà quý vị cứ làm vậy đi. Cứ làm vậy. Nếu người nào mà chuyên tu quý vị duyên ngay người đó. Còn người nào mà bắt đầu là đổi tùm lum tùm la là quý vị bỏ người đó, đi lên cái người nào mà chuyên tu. Hiểu chưa? Hỗ trợ cho người chuyên tu. Tại vì Đức Phật đã nói rằng thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu, người nào niệm Phật mình hộ trì với người đó.
Người nào mà dẫn dắt ta niệm Phật, mình hộ trì cho người đó, hiểu không? Tại vì mình muốn cho người ta thành tựu, mình mới hộ trì người này. Còn riêng mình duy trì cái pháp tu cho chuẩn xác. Cái đặc biệt nhất bây giờ vì nắm được phương pháp tu chuẩn rồi, bây giờ tại nhà bởi vì luôn luôn có ngôi Tam Bảo rồi, đúng không? Là cái phương pháp này nắm rõ được rồi, cứ như vậy mà tu, làm người lão thật niệm Phật, vậy thì quá tuyệt vời rồi. Trời, cuộc đời của mình sống mấy chục năm mà bây giờ mình gặp Phật pháp, mình có cơ hội này mình mừng quá. Nó thí dụ như mình có cơ hội đi, mình lập ra một đạo tràng tu tốt, còn mình không có cơ hội đó, mình không có duyên đó, đừng có miễn cưỡng. Phan duyên có khi nó còn phiền phức thêm, nó làm gì. Có một cái cô kia mà miền ngoài cổ thích có một đạo tràng tu lắm, nhà của cổ là cổ cắt cái đạo tràng tu, xong bắt đầu cổ cắt phòng ốc đồ quý thầy rồi đến ở rồi, đi đâu là cứ ghé ngang ở thoải mái luôn, giàu mà. Nhưng quý vị biết rằng là đi đến thiệt là đông, đến mọi người đến cho phương pháp, mọi người đến cho phương pháp. Cổ đang niệm Phật gì người ta đến người ta bắt chị chú, cổ phải làm theo. Có người khác đến phải làm cái kia, phải làm theo. Cổ nói rằng con vẫn biết nó không có kết quả thầy, nhưng mà con không dám. Những đức nói nếu cô hỏi ngược là những đức, nếu như những đức nằm vai trò là cô, những đức sẽ quyết định ra. Những đức sẽ quyết định mình là chủ nhà, mình là chủ nhà, dù mình là cư sĩ nhưng mình vẫn là chủ nhà. Hiểu không? Nói câu gì là hiểu rồi đó. Tôi là cư sĩ nhưng tôi là chủ nhà. Tôi đưa lên một cái điểm, điểm chính chỗ này. Cái điểm chính của tôi là chuyên niệm Phật. Bất cứ ai đến đây cũng phải là niệm Phật giống tôi. Tới giờ tôi tu là tôi cứ tu vậy, lên tu. Đến đây là phải tu, không được đến đây. Hiểu chưa? Đó mới là gọi là trí tuệ hộ trì. Còn nếu không thà đừng ai đến, để mình tôi niệm Phật còn ngon, đúng không? Mình là người niệm Phật mà mình đi di cầu cái người ta đến đông với mình để vui, không có chuyện đó đâu. Vui là vui tu chứ không phải là vui ngồi nghiêu ngao, không phải đó. Nghiêu ngao làm gì, để tôi niệm Phật còn ngon hơn đó. Nên từ nơi đó có duyên thì làm, không có duyên đừng có phan duyên, vậy mới là người thật sự có trí tuệ. Nên mình cái gì thà từ ban đầu mà nói thẳng đi, mình nói thẳng sau này nó đỡ mít lòng. Thường á, người phụ nữ họ ưa có cái bệnh gì nè, họ cứ lương ương, cứ sợ buồn sợ giận, mà sau này hẳn còn ác hơn. Sợ buồn sợ giận mà hẳn còn ác hơn, đúng không? Thà quý vị nói thẳng từ ban đầu, cái gì rõ ràng đi, cái gì rõ ràng, tôi như vậy, như vậy, quy trình tôi là như vậy đó, lập trường tôi là chuẩn như vậy đó, vậy thì nó hay quá. Tại sao những đứa có thể duy trì được cái chuyên tu này? Vì lập trường vững, mà lập trường vững nó mới thành công. Con người mình như la bàn, như làm sao thành công? Nó cứ gà tá lả âm binh. Con người mình đâu phải là cái la bàn, mình có cái góc độ mà chuẩn mục tiêu, còn la bàn nó gà, nó tìm kiếm, hiểu không? Mình gà hoài mệt lắm, chúng ta chuẩn mục tiêu đi. Thí dụ như bây giờ mình niệm Phật là mục tiêu cầu sanh cực lạc, chư tổ sư cũng dạy niệm Phật cầu sanh cực lạc, mà mình là người Việt Nam thì mình niệm Phật, cái tiếng Việt Nam mình nó ngon rồi, đúng không? Thì như thế nào? Chúng ta đã biết niệm Phật rồi, chúng ta không cần đi nước nào nữa chứ. Vậy đi đến nước nào cũng niệm Phật à? Vậy đi làm chi? Thà đem cái đồng tiền đó đi cúng dường cho nuôi mấy bà già này còn ngon hơn. Những đức nói thiệt đó quý vị. Nước này nước kia làm chi? Cũng là đi niệm Phật, mục tiêu là gây dựng tín nguyện niệm Phật nè, chứ không phải là đi tìm, đi tham khảo chi nữa. Tham khảo càng nhiều càng khó niệm Phật, hiểu không? Nếu mà nói về nghiên cứu, nói về đi tham khảo thì tất cả pháp phải nghiên cứu, tham khảo hết. Còn nếu nói về cái chuyện giảng sanh thì một câu Phật hiệu là đủ rồi. Nhớ, câu Phật hiệu là đủ rồi. Nếu bạn muốn giảng sanh thì một câu Phật hiệu là đủ rồi. Còn nếu như bạn muốn đi tham khảo thì về cực lạc đi tham khảo. Về cực lạc mình gặp Phật thiệt luôn, giảng cho mình nghe, muốn tham khảo pháp nào cũng được. Mà mình mà về cực lạc rồi mình đi tham khảo là pháp nào mình cũng trực chỉ, trực chí mình đi thẳng vào, để minh tâm kiến tánh thành Phật được hết. Còn bây giờ ở đây mình càng tham khảo có khi càng loạn, có khi mình mắc phương hướng tu luôn á, hiểu chưa? Nên bây giờ nếu muốn tham khảo thì các pháp đều tham khảo, còn nếu muốn giảng sanh thì cực lạc thì câu Phật hiệu là đủ rồi. Quá đặc biệt, hiểu không? Quá tuyệt vời rồi. Nó nên có những người mà người ta đi nước này nước kia, những đức nó đi được thì tốt, nhưng họ đem cái này cái kia hình ảnh đem về cho những đức, cho người ta toàn là tiếng Tàu, tiếng Mỹ, tiếng Pháp thì không, những đức nó không bằng tiếng Việt Nam. Tại vì sao? Vì mình là tiếng người Việt Nam. Mình là người Việt Nam thì cái gì của người Việt Nam nó vẫn là đặc biệt, đúng quý vị?
Mình không phải mình nói là đất nước mình là số 1, nhưng mà mình ở đất nước mình là phải số 1 chứ. Thí dụ như Đức ở chùa Hòa Thượng thì chùa Hòa Thượng là số 1 chứ thì sao. Nếu cái duyên Nhận Đức một ngày nào đến ngôi chùa nào khác, Nhận Đức sẽ nói chùa đó số 1. Chứ bây giờ nói số 2 nó đuổi mình đi hả? Bây giờ quý vị đi đến đây, quý vị sống ở đây Nhận Đức lo. Quý vị khen ở nơi khác, Nhận Đức nói đi là ở nơi khác mà chơi. Cái này là thẳng thắn với quý vị quá rõ ràng đúng không? Đó, đúng rồi. Hiểu không? À, rồi bây giờ quý vị sống với chồng quý vị, mà quý vị bên chồng quý vị mà quý vị nói là thằng khác số 1. Thằng chồng quý vị nó nói nè, mày đưa cái mặt đây. Tao nhổ răng hết luôn cho mày biết. Không còn cái răng cháo luôn cho mày biết. Ôi mày sống với tao bao nhiêu năm nay mà tự nhiên mày vừa gặp cái thằng nào mày nói thằng đó số 1 là sao? Bây giờ thí dụ quý vị đến đây nghe Nhân Đức chia sẻ Phật pháp, vì có thích cỡ nào chăng nữa, nhưng trước mặt chồng quý vị, Nhân Đức là số 2. Hiểu chưa? Cái đó mới là đúng. Hạ xuống tuốt ở dưới luôn, chồng mình là ở trên nhất. Thì như vậy mới giữ được gia đình hạnh phúc. Không có được khen người đàn ông khác trước mặt chồng mình, dù người đó là người xuất gia. Xuất gia cũng là đàn ông chứ không lẽ là đàn bà. Hiểu không? Nguyên lý là như vậy thôi. Nên cái chuyện mà mình là người nữ đi đến chùa tu học, cái chuyện cá nhân cuộc sống của quý thầy là để quý thầy lo. Cái chuyện mà cá nhân chút chút quần đùi áo thun hay là quần nhỏ quần gì đó, đừng có mua chứ. Mình tầm bậy, cái đó là mình tầm bậy rồi đó. Cái chuyện đó mình được quyền lo cho chồng mình thôi, chứ mình không có được lo cho cái người khác được. Người gia đình chồng mình biết được, người ta không có đồng ý gì đâu. Nếu như quý vị, mình đặt là người đàn ông vào cái gia đình đó, mình là người đàn ông chồng của người vợ đó, mà vợ mình đi như vậy, không lẽ mình không nói à? Mình không nói lâu ngày nó thành cái bệnh luôn. Nó thành cái bệnh tùy tiện, hiểu chưa? Nên có những cái người đàn ông mình cần nói là phải nói à, không nói vòng vo chứ. Cái đó không được. Đó là không được, là không được lãng quạng nghe chưa? À, cái đó là không được, là không được á. Phải nguyên tắc như vậy đó thì cái gia đình này mới hạnh phúc. Nên nói người đàn ông là trụ cột gia đình, mình nói là không được là không được à. Nó nếu như gia đình mình mà không có đàn ông thì mình là người phụ nữ thay thế đàn ông. Nói cái này không được là không được với con đó. Không nói giọng gió chứ á. Thì vậy cái gia đình này nó mới ổn được. Còn nếu như gia đình trong đó mà nó loạn, nó muốn làm, nó làm thì thua. Đúng quý vị. Nên mình đi về chùa mình nghe gì nè, cái sự hộ trì tam bảo mình hiểu, mình biết thương quý thầy bằng cách nào đó, mình biết. Cái đó mới là thù thắng. Riêng chùa mình đó, là quý thầy quý chú là họ đều được những đức lo hết trơn rồi. Quý vị đi về chùa họ lo phục vụ này kia được. Quý vị đừng có nói tội nghiệp quá, mua này mua kia cho là hại họ. Tại vì quý vị cho một người thì mấy chú kia ông sẽ buồn, tại sao chú này được mà mình không được. Phật tử không công bằng. Bây giờ để một mình những đức lo cho hòa thượng thì trên xây chùa, kế những đức nuôi chúng. Vậy là cái chuyện này quá ổn rồi. Chùa mình là hoàn toàn quý thầy quý chú quý cô quý cụ, cuộc sống ổn định để tu hành cầu giải thoát. Họ trong túi không có tiền một cắt nào thì họ dễ tu. Còn quý vị đem tiền quý vị đưa cho họ là vì đang hại họ chứ hộ chỉ gì. Thí dụ như bây giờ quý thầy chùa mình vị trí, chỗ ở vị trí đâu vào đó đàng hoàng, phòng ốc đàng hoàng hết trơn. Nó thí dụ như làm sao những đức làm sao họ vậy hết trơn. Ăn uống làm sao thì họ ăn vậy đó. Đồ những đức có đồ gì thì họ có đồ đó. Nó ví dụ những đức có xe đi thì họ cũng đi. Từ nơi đó thì hoàn toàn anh em chống hịch với nhau. Còn quý vị đưa tiền hộ trì cho họ, cho tiền họ riêng biệt thì họ lập vị tư tưởng. Họ có tiền họ sẽ có mầm mống. Đó không phải là trí tuệ hộ trì mà đó là đang hại người á. Hiểu không? À, còn thí dụ như quý vị đi đến một cái nơi nào đó, cái nơi đó người ta không được lo như vậy, thì quý vị có thể cúng dường cho quý thầy, giúp cho quý thầy có cuộc sống, có vị trí ổn định, cuộc sống ổn định để tu. Thì đúng quý vị hộ trì đúng chỗ rồi. Còn riêng chùa của mình, riêng quý thầy quý chú của chùa mình là không có cần cho cái gì chứ. Không có đồ đạc gì quý vị phải cho chứ. Còn quý vị cúng dường là gì? Cúng dường tam bảo. Tam bảo sẽ lo cho quý thầy quý chú trong chùa mình. Đó là cái quy trình của những đức ở đây lo cho chúng như vậy. Còn mình đến cái nơi nào người ta không có quy trình này thì quý vị cứ lo, cứ cúng dường. Nhưng cúng dường tiền bạc quý thầy muốn mua gì mua, cái chuyện của quý thầy. Đừng có mua đồ đạc, mua cái này cái kia của người ta bận mà. Ví dụ như người ta thích bận màu xanh, mình đi mua màu đỏ. Người ta thích bận màu trắng, mình đi mua màu vàng. Không phù hợp. Thôi bây giờ con cúng dường cho thầy, thầy muốn mua gì thì mua.
Đó là cái rất là rõ ràng, hoạch tạc không có, mà gọi là lại nhầy. Mình cúng dường đồ đạc, khi bạn bộ đồ lên mình còn nói nó đồ đó tôi cúng cho thầy bạn. Dính rồi thấy chưa? Nó có một lần cái cô đó tặng những đức bộ đồ, xong những đức chưa có bạn, mà thầy bà hỏi hoài. Bà hỏi là sao con không thấy thầy bạn bộ đồ con tặng. Những đức nói bạn bằng đêm. Nói câu đại câu bạn bằng đêm. Bà nói con nhận. Nói sao kỳ vậy, đồ con tặng mà sao thầy bạn bằng đêm không. Những đức nói bạn bằng đêm mới quý cô đó. Nghe nó à đúng rồi, thầy nói đúng ghê, đi mới quý cô đúng không. Nói bạn bằng ngày thì không có suy nghĩ tết, nhưng bạn bằng đêm thì suy nghĩ tết. Nói sao nó cũng vô được hết chứ. Thấy không? Vui ghê nghe. Đó cũng là cái dính mắt rồi, thấy chưa? Nó phải chi tặng tiền thì người ta muốn làm, người ta làm kệ người ta, còn đưa bộ đồ cuối cùng đi kiếm, đi coi, đi hỏi coi sao bận chưa. Cuối cùng thầy cũng nói bận bằng đêm. Mà còn hỏi lại là sao bận bằng đêm mà không bận bằng ngày, như Đức nói bận bằng đêm mới nhớ chứ. Trời ơi, ngộ ghê. Thấy chưa? Không mà thật sự mình là người niệm Phật nó bất chợt lắm quý vị. Cái lời nói mình nó rất là bất chợt mà nó phù hợp nữa chứ. Nó phù hợp vào con người vậy luôn đó. Đó, nên từ nơi đó cái sự hộ trì để tu tạo phước duyên là phải hiểu. Phải hiểu. Những đức nói đây không phải quý thầy, quý vị không cúng dường cho quý thầy, mà là cúng dường, phải khéo cúng dường. Để bản thân mình là một người phụ nữ đã có gia đình, có chồng rồi, đừng có bao giờ đi đến chùa mà lại lãng quảng cái này cái kia mà không phải, bị mang tiếng mang tai, không có hay. Thí dụ như nhà mình đã lo không sống rồi, mình đi đến chùa là để tu học, để đem cái pháp tu đem về để áp dụng trong cuộc đời của mình, thì quý vị đi chùa vậy là có kết quả. Còn quý vị đi đến chùa mà cuối cùng nhà lo chưa xong mà còn đi lo thêm cho một hai người nữa, quý vị tạo cái này phải là quý vị tạo thêm cái cực không? À, tạo thêm cái cực đúng không? Nó nên từ nơi đó mà phải nhận thức cho sâu sắc, cho hiểu đó. Nên từ nơi đó hiểu được rồi thì tự nhiên áp dụng một pháp đặc biệt. Những gì những đức mà chia sẻ, những đức nó thật sự quý vị ai cũng chấp nhận chứ. Tại vì cái điều Phật pháp nó là như vậy đó. Nó quý vị nghe nhẹ sờn thấy chưa? Rồi chỉ quý vị là ở thế gian tu tạo công đức nào lớn nhất thì nãy giờ nói rõ ràng rồi đó. Nó cái việc mà quý vị thấy một cái nơi tu hành gì, nuôi nhiều người già, lo lắng nhiều việc, làm nhiều việc gì, hộ trì được dưới khả năng mình làm cứ làm. Dưới khả năng mình làm được cứ làm. Thí dụ như quý vị đi về đây, những đức nêu lên cái chuyện bố thí cúng dường cho quý vị, chứ những đức có kêu tên chị én, chị xài gì đâu. Đức có nói tên đó đâu, không có. Những đức nói đại vậy tìm vào mỗi mỗi một con người chúng ta. Thí dụ như có những người thì người ta có khả năng, người ta mua được 10 bao xi măng. Còn mình thì có khả năng mua nửa bao xi măng. Có những người thì người ta mua gạch thiệt là nhiều, nhưng có những người mình cúng cục gạch. Thật sự mà nói cái tâm của con người mình nó đâu có nhỏ. Nó giống như mà cái cô này cũng nghèo thiệt là nghèo, cũng khổ thiệt là khổ, cũng đi xin ăn. Mà cô nói rằng là cái cuộc đời của cổ á, là thiếu phước duyên nên đời này nghèo nàng đi xin ăn. Thôi bây giờ tu tạo phước duyên, người ta cho được đồng, đem đồng đến thành tâm cung kính cúng dường cho vị hòa thượng. Vậy mà vị hòa thượng bước ra tiếp nhận, gõ chuông chứng minh, phải không? Xong cái phước cung kính cúng dường đó mà cúng dường cho một bậc chân tu nghiêm túc, phải không? Thì vì mình là cái phước tức đó của cổ, cái chuyển hóa cái gì chứ cổ mà cổ được làm bảo hộ. Làm bảo hộ, chưa? Còn khi mà làm bảo hộ rồi cũng hết cho tên tức đó. Cổ đem vàng cũng nhiều, nhưng mà cái tâm cúng vàng đó nó có thành kính bằng một đàn kia. Thì hòa thượng kêu chú tiểu thế này, thấy tức mình vô cùng. Hồi đó cũng không làm một hòa thượng thế này, gọi chung chứng minh. Bây giờ cũng vàng, mà hòa thượng không ghen mà chú tiểu ghen. Thấy không, cái tâm cũng dường đó cái việc, thấy không? Ngày xưa đâu có biết gì mà, nên thành tâm thành ý nên đến chứng minh thôi. Tiếp nhận một lần. Nhưng mà bây giờ cái tâm này nó khác rồi, dù vàng mà cho qua. Nhưng mà cái tâm nó không bằng cái tâm này xưa. Nên xong rồi, muốn gặp của hòa thượng nghe, biết pháp tôi nghe. Nghe không hiểu gì. Ngày xưa tôi cũng một đàn bòn pháp hành kinh. Còn bây giờ tôi cũng dài lại cái quá mà thiếu sự hành kinh. Và không bằng một đàn ngày xưa đó không?
chùa dùng tập một chất mình cùng hùng phước là cũng sẽ dùng để cho nhiều người già được ở một cục gạch đó mà mình bỏ vào một cái tiền một cái nhà thì cũng có một gạch mà cái đó là tiền của mình trong đó. Ví dụ như bây giờ cái nhà nó thiếu cục gạch, cái nhà nó đổ nhà cái cục gạch nó để vô mà nó tính được cái nhà nên tuy là một cục gạch nhưng làm cho một căn nhà. Đừng bao giờ có lại cái nhỏ hoặc cái lớn, cái tâm nó bị đúng như sao. Ví dụ có những người người ta cũng có trăm triệu nhưng mà người ta có tiền bao nhiêu chục tỷ, nhưng có những người người ta cũng có 10 ngàn mà chúng ta có 100 ngàn, vì hãy tính cộng trừ việc kia thì người sẽ biết mình cái tâm của ta cũng sao vậy. Nên từ người đó hỏi một con người chúng ta đến một pháp là từ cái tâm sanh ra cái phúc, cái tâm lớn bao nhiêu thì phúc lớn bao nhiêu, gọi là tâm lượng lớn phúc có lớn, tâm lượng nhỏ phúc có nhỏ. Nên mình cứ thấy mà lượng mình 82 tuổi rồi mà ngày còn nổi nắng thì đi xây chùa cho người già đó. Nên tôi nói cái nhạc duyên đó chúng ta nên nhận thức chứ duyên mà mình xây chùa quá tự nhiên. Nó bây giờ mà mấy cái nhà đây mà sản xuất phát triển được thì tất cả quý vị mà nghe qua câu hỏi này mới có được tiền đường mình cứ làm cái gì đó là đường giữ là cứ tự nhiên cứ bổ gì mà mình làm đi nên gặp là mình bổ gì mà mình xây. Nhưng mà nếu mà mình định xây 2-3 nhà sao mình nuôi các cụ ông đó thì tôi nói nó mình cứ làm đi nó làm được đi tôi luôn nha nó và tôi xây chùa con người nó tôi nói nó bằng hai thầy trò kết hợp nha. Cái duyên này những cái kia đại chúng quý vị ví dụ như đi về đây thì giờ mình không gặp bà tổ thì cũng dường nghe cũng nói bắn nha vừa đến mua dưa cho dưa vui vẻ
Sau đó, vua Lương Quả Đế hỏi và Thượng Thiên Công, và Thượng Thiên Công là một vị cao tăng đắc đạo, hỏi là cái lý do gì sao mà hai người đi cùng gì? Thì và Thượng Thiên Công nói rằng những cái đạo kiếp trước cái người đó không? Là con bán dưa này, ổng là một tội đồ cái vị sự tử, mà cái thằng họ mua dưa đầu tiên có thấy cái người người ta sắp sự bị giết, nói gì không đáng đời, chỉ có đầu thì còn đáng đời, và đúng là tội đó là tội đáng chết, và nó tội đáng chết đáng đời này á, nó tội. Còn cái thằng kia là thứ hai nó câu còn nghỉ quá câu gì không vậy mà nó chạy một dặm, cuối cùng gặp lại cái mua dưa nó chửi một trận, còn cái thằng kia là nó cho ăn một cái đường. Nên hỏi cho cái người chúng ta mình nghe một pháp nó lợi cho mình lớn về đây những cái điều này bị dính chịu chúng ta dính chịu lắm, nó tội chúng ta nó chung dính chịu được người ta ác rồi nó tội đàn kia, hoặc là bây giờ mình tên là cái thua phim thằng nào khác là cái sống chặt đầu đi mà nó không có cái gì đâu là người ta ác tâm nó bị không nhận không, nên cái khổ nghiệp của mình là dễ tạo biết dễ tạo trước mắt mình là cái gì ác là mình dễ của bội lên chuyện của người ta là của mình lên thế giống như bây giờ là chồng quýt nó sẽ là cái hạ ra là cái quýt phá mình đâu quýt nhanh quả gì đâu mình đi ngang mà có thằng chồng đủ đá mình giữ cơ đây mà mình đâu có biết là nhìn đời đứng trước cái một ven cho mình nhìn lại thì mình thấy con vợ mình quýt thằng chồng mình phá luôn quýt quá rồi đó luôn mình đâu có biết đâu mình chỉ thấy cái chờ này cái thằng này nó quýt con nhỏ này thôi mình không biết nhìn đời quýt là con nhỏ này là quýt thằng này nên mỗi nhà sẽ có quyền nên mình ghen chứ mà nói thiên câu là mình mang cái quả cho quỷ đáng sợ cho quỷ quỷ ra sau nhớ là mình làm mấy cái điều hợp ác thì mình dùng cái câu gì đó thì tôi đi là Phật vô thì nó có là mấy đứa ai đi là Phật ai cho Phật đại đi gặp cái gì ai cho Phật tôi đi đi đó ở mình đang nói ví dụ như có một anh ngồi này anh bị bạc cái gì mình vừa gặp cái thằng đó nhìn anh thấy thương xót mà thấy cái tâm mình nó thiệt bây giờ mình nói một câu nó chẳng có bằng à gì là Phật thấy không thằng tiền nó là cái ông đang gọi thằng tiền nhất thì chưa liền ví dụ như cái bệnh của người là cái nghiệp của người mình là nó ước ước bệnh này không thấy ai cũng làm được điều này đâu mình gặp ai đẹp cho nó thấy thương ghê nó không có điện câu thấy sợ bỏ mà nó thấy thương ghê thì đâu là cái kiếp gặp nhau là cái thương còn ai đi làm học thì là cái kiếp gặp nhau cái đủ năng lượng đó và sao như đó đó tôi nghĩ anh là mặt cái tin này anh mà nghe thì là mặt cái gì anh thì làm giết rồi tự nhiên anh cũng làm vui và tự nhiên á một ngày nào một giờ nào mà nhìn trong tờ này nhất định anh cũng được làm và gì mình làm là tao có một cái gì ví dụ như bây giờ tờ này tự nhiên hay cái gì anh thì tiền không phải đơn giản trong nghiệp cái đầu giết nào cũng từng chặt chứ cũng không hoạt nào mà bây giờ cái quả báo tờ này là cùng hay cái gì chứ đâu có đơn giản là nhanh quả quả báo là muốn biết nhanh tình thì sẽ quả báo tình này muốn biết quả báo tình sau sẽ nhanh tình này cái rõ ràng đó đó mình sẽ ok nè mình nên đạt được cái tâm nguyện của mình con buồn là nghĩa là nghiệp cũ giả như xong mà tạo nghiệp mới bây giờ mình phải vui giả không nợ này đi còn chừng nào không còn thấy tụi mấy đi vui vẻ bình thường để mình thấy mình là ngưỡng mộ ta hỏi mình bộ gì sao tụi mấy cái tim mình là đứa này vui dữ nói từ khi nghe thầy đứa con giảng cái gì anh ngồi đây nè lấy cái máy không hát cứ tặng cho giờ nghe đi nghe dưới mình quên mất tiêu hai cái gì đó nghe đó trời ơi bây giờ đi đâu nha anh còn hai cái tin mà còn hạnh phúc hơn nhiều người có tin mà không ngồi đây Yeah.
ngủ để bắt qua như Phật sâu rồi. Tôi nói với các con này, tao ngủ lắm mày này. Con ở nhà con năm năm cũng không ngủ. Mà ngủ hai ba từ chủ nhật cũng đến chùa quá từ từ. Chỉ đến thờ mình đến cái chùa quá cũng ngủ. Mà con ngủ là cũng vô cái điện nghe là dạy con ngủ. Như vậy thì cứ vô điện nghe dạy con ngủ. Có cái thông là nào hết ngủ thì là nghe. Còn khi nào ngủ thì cứ ngủ. Vậy mà mặt mở một cái tâm đó cho bảo vô ngủ. Con ngủ 3 tháng. 3 tháng là giống như là mỗi lần chủ nhật mới xuống ngủ 3 tháng. Và bây giờ là 3 tháng sau tự nhiên nó ngồi nghe không ngủ nữa. Thấy không? Người ta có cơ hội ngồi, người ta có cơ hội làm việc được. Còn nếu như người ta không có cơ hội ngồi luôn thì người ta không hưởng được quan soi đoạn. Nên người ta nằm ở đây, người ta ngồi ở đây, người ta ngủ. Vậy mà người ta tiếp nhận được cái quan nguyên bao nhiêu người này. Người ta chẳng cảm thấy mát mẻ được. Nhưng vậy không có nhiều vô một tế bên đây này mà mát luôn. Không còn hổ ghê, đúng là nhờ điều học, nhờ đúng là điều học.
sao nó xấu lại bao nhiêu đi. Vậy đó mà chị mà nhảy trong kênh thử đi. Đem kinh để nhảy đi. À đem kinh ra đem nhảy xanh người ra. Đem chất phong mọc pháp ra nhảy đi. Có là mọi chứ làm gì. Cái này là không chất phong mọc pháp mà là phương tiện mọc pháp mà. Mà phương tiện mọc pháp thì nghe từ nói. Mà chất phong mọc pháp rồi. À, bây giờ đem nguyện Phật ra giảng đi là nội đúng mà vậy đó cũng đi nhưng mà phương tiện Phật pháp thì nghe được à, từ phương tiện Phật pháp có những đoạn có ngọn của Phật pháp đưa vào từ trong phương tiện Phật pháp nó giảng mà tiếng mấy cái một nghe được còn nếu mà cái cách giảng pháp mà không hiểu cái này thì buồn đối với mọi người người ta nghe mình không mấy người nghe đâu ta không nghe được tại vì ta mở không có những nội chứ người ta không có cái văn tự thì áp dụng vào người ta được mà đơn giản là sao mà chúng mê người ta cái đó là đâu phải mà hay không hạn gì chúng ta ngủ chúng ta mê không vậy con học được phần giả các cô mắt mà sáng công nhận cái gì nhìn tốt từ đây là cái hình của ngài bảo tạng mà chỉ được nhìn thấy những người một đôi này không được thấy gì thì sư là hải tình không phải đó, tôi đang còn ngồi nhìn cái tối cái đó mà những cái sàn thấy một người cũng phụ, à, chưa có một bát trà nó mất đi, chưa có con mẹ chưa, nên từ đó mà không, nó muốn đi ra là tỉnh về, à, nên chẳng có phải muốn nghe người ta, thì tự nhiên là thích, nên quý vị ai cũng được cái thằng câu bằng hiệu thì chúng ta chơi lên, đúng không? Mà để cái đó là cái pháp thành tựu sư thắng nhớ nha ổn gì người thì còn ổn gì đạo gia thì còn ổn gì thấy người của người thì còn nhớ là khi nào bảo cái hồ quý vị có cái hai ngày cũng pháp nguyện mạnh mẽ để đi ngay chúng ta lại năm trăm nhân nhiều người ta có thấy ông nhé ai giờ rồi sao nguyện Thank you.